hình chiếu nhớ giúp lỡ mặt phẳng nè, alpha hình chiếu là vuông góc, ví dụ như điểm M đi, bây giờ chiếu xuống mặt phẳng alpha đi, chiếu là vuông góc nè, điểm M phẩy, vậy M phẩy chính là hình chiếu của M, được chưa? Bạn phải nhớ nha, hình chiếu của một điểm xuống mặt phẳng chính là cái đoạn vuông góc với mặt phẳng đó và cắt cái mặt phẳng đó tại điểm gì? M phẩy. Hiểu cái hình chiếu chưa? Đặc điểm của hình chiếu là vuông, vuông góc, nhớ chiếu là vuông góc nghe không? Được chưa?